Rồi, xin chào các bác nha. Tôi là Tĩnh, tôi đang công tác tại Hyundai Trường Chinh. Đây là con Hyundai Accent phiên bản 1.4 AT đặc biệt, là phiên bản cao nhất của Hyundai Accent. Con này chuẩn bị giao cho khách luôn. Nay là ngày 28 Tết rồi đấy, vẫn còn một số xe để giao cho khách. Hyundai Accent là cái dòng xe mà bán chạy nhất của Hyundai tại Việt Nam nha. Và tính trên tổng thị trường á, thì con Accent là con bán chạy thứ nhì. Con bán chạy nhất là con Toyota Vios. Thì Accent này là từ trước đến nay á, thì nó luôn rơi trong tình trạng là không có đủ hàng để bán. Ngay cả thời điểm hiện tại bây giờ, các bác ra đại lý mua gần như là không có đâu. Có 1-2 xe là cùng thôi. Cho nên là muốn mua cái dòng Accent này nè, mà mua được đúng màu các bác thích, đúng phiên bản các bác muốn, thì các bác phải đặt trước. Đặt trước tầm 1 tháng là có. Chứ các bác ra mà mua ngay thì hơi hiếm đấy. Và bây giờ không có đủ xe giao, cho nên giá nó gần như là bán giá niêm yết cả các bác ạ. Bản này là 560 triệu. Lăn bánh ra giấy tờ ở Sài Gòn là tầm khoảng là 660 triệu. Đấy. Còn các phiên bản thấp hơn nữa, đây là bản cao nhất, nó có 4 phiên bản nha, hai bản số tự động, hai bản số sàn, đây là bản số tự động cao nhất. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bác về cái con xe này. Ra mắt cách đây hơn 2 tháng rồi, nhưng mà thời điểm đấy tôi đi công tác cho nên là không quay được video nào cả. Và tôi mới ngồi lên con xe này 2 lần, lần này là lần thứ 3 luôn á. Tại vì xe về là giao hết rồi, không có mà trưng bày nữa. Thậm chí là tôi đào tạo cho các bạn cũng không có xe luôn mà, đào tạo chay không à. Con này thì có một số tính năng rất là đặc biệt, nó được nâng cấp trong cái đời này, đó là tính năng đè nổ từ xa. Tức các bác lắp cửa hết, cầm chìa khóa, bấm chìa khóa là nó nổ máy. Thì mục đích của cái đè nổ từ xa đó là làm mát xe trước khi các bác vào xe ngồi. Tức là các bác đè nổ thì nó sẽ mở cái điều hòa lên. Nhưng mà các bác phải bật điều hòa sẵn nha, tức là trước khi mà tắt máy các bác phải để điều hòa on. Thì khi các bác đè thì điều hòa nó mới mở. Còn nếu các bác off điều hòa thì các bác đè nổ lên á, thì điều hòa nó cũng không có mở, tự động mở cho các bác đâu nha. Lưu ý nha, muốn xài tính năng này hiệu quả đó, thì trước khi tắt máy các bác phải để on cái hệ thống điều hòa. Lúc đấy mà đè nổ là tự động nó làm mát. Và cái khoảng cách của cái chìa khóa mà xài được cái tính năng đè nổ từ xa là, hôm bữa tôi thử là 70-80 mét á, thì có thể xài được. Có nghĩa là các bác đi uống cà phê, các bác ngồi trong quán cà phê có thể đè nổ được con xe này. Và các bác yên tâm là người ta không có trộm được đâu. Nhà máy họ đã tính hết rồi, và chúng tôi đây cũng đã thử hết các cái đường mà có thể trộm cái xe khi mà nó đè nổ từ xa, như vậy không trộm được ha. Đã thử rất nhiều rồi. Hôm sau rảnh thì tôi sẽ làm một cái video về cái tính năng đè nổ từ xa thôi, để cho các bác hiểu hơn. Bây giờ sẽ đi một vòng về nội ngoại thất nha, xoay một vòng cho các bác xem. Cũng có nhiều màu lắm. Đây là màu đỏ, là một trong các màu thôi. Và màu đỏ đời này nó hơi khác một xíu so với màu đỏ phiên bản trước đây nhé. Hôm bữa có một anh khách hàng cũng nhắn tin kêu review cho ảnh con này, nhưng mà chưa có thời gian. Hôm nay mới rảnh để quay cho khách xem. Các bác có nhu cầu lái thử về con Accent phiên bản mới này, hoặc là mua xe gì đấy, tư vấn thì các bác ra alo theo số trên tiêu đề nhé. Sẽ có tôi tư vấn, hoặc là các bạn tư vấn với hàng sẽ tư vấn cho các bác. Rồi sẽ đi chi tiết vào, từ đầu xe, lui sau xe, vào nội thất và những tính năng an toàn. Mặt ca lăng bây giờ đã thay đổi rồi. Xu hướng thiết kế mới của Hyundai, những sản phẩm tiếp theo của Hyundai nó sẽ có cái mặt kiểu kiểu như này. Nhìn thì đẹp nhưng vệ sinh thì hơi cực ha. Nhưng mà nhìn rất ngầu, như một cái miệng há rất to. Đèn này có thay đổi kiểu dáng, vẫn là đèn halogen nên là dãy đèn led. Ngày xưa cái dãy đèn led nó nằm phía dưới, bây giờ nó đảo ngược lên trên, hình móc câu á, nhìn nó ngầu hơn, nó sắc hơn. Đèn này có chức năng tự động nha, và có cái đèn xéo bên này gọi là đèn chiếu góc. Đó, khi các bác đánh lái ở tốc độ dưới 15 km/h nó sẽ mở cái đèn này lên, đánh bên nào nó mở bên đấy. Còn khi lùi dưới 15 km/h nó cũng mở cái đèn này lên cho các bác luôn, đánh lái là nó mở. Đấy, đèn tự động, gạt mưa tự động nha. Đèn sương mù halogen có bi luôn nè. Cái hốc này là hốc giả, nhìn khá là ngầu đó. Xe nhìn đẹp, option nhiều, giá cũng hợp lý, rẻ hơn Vios mà. Con này nó sử dụng động cơ xăng 1.4 lít MPI phun xăng đa điểm, bốn máy thẳng hàng nằm ngang hết, dẫn động cầu trước. Động cơ này thì cho công suất khoảng tầm 100 mã lực, mô men xoắn tầm 132. Thì về động cơ thì con này là không phải là thế mạnh của nó trong cái phân khúc này. Nhưng mà cái hay của nó là nó nằm ở cái hộp số. Con này sử dụng hộp số tự động 6 cấp.
Còn những con hàng B bây giờ nó toàn xài CVT không à. Riêng về giá thành hộp số CVT nó rẻ hơn hộp số này chắc gần cả mấy trăm đô đó các bác. Mấy trăm đô mà sản xuất đại trà là một con số lớn đấy. Bây giờ vẫn đang được Hyundai ưu ái là con này xài hộp số 6AT. Số 6AT thì khi mà các bác đi đường trường á, nước hậu á, nó sẽ rất là ngon. Mâm thì cái mâm này rất nhiều tranh cãi, nhưng mà cái này mình không được lựa chọn. Mâm là một cái chi tiết được bên Hàn Quốc người ta chỉ định nha. 4 phanh đĩa treo trước cái MacPherson. Mâm này cái thước là 16 195-55R16. 4 phanh đĩa ha. Xi nhan trên gương, điều chỉnh điện gập điện. Và đời này đã bổ sung thêm là cái sấy trên cái này luôn. Elantra không có sấy nhưng mà con Accent có sấy. Con này nó sẽ có viền chân kính mạc chrome, tay nắm cửa chrome tích hợp với nút bấm ngay đây. Có cả cửa sổ trời luôn. Cửa sổ trời là chi tiết duy nhất trong phân khúc hạng B, sedan hạng B là chỉ có Accent mới có thôi. City Vios đâu có. Cái này là nguyên zin từ nhà máy nhé. Cái đuôi lớp gió, cái vây cá. Phía sau này cũng là bánh đĩa hết nè. Treo sau là thanh xoắn thôi. Hạng B thì cấu hình treo như nhau, cứ trước là treo móc fashion, sau là thanh xoắn. Thành ra là chạy thì con nào cũng sóc như nhau hết. Đèn hậu là bây giờ đèn hậu LED nha, đèn hậu con này đẹp lắm. Có 4 cảm biến lùi nè, mấy nút tròn tròn là cảm biến lùi. Phía dưới này có sẵn cái lipo này là nguyên zin nha. Mạc chrome khá đẹp, chrome đen. Các cái hốc thể thao này. Có sẵn camera lùi, cảm biến lùi nguyên zin nha. Đây là cốp. Bánh sơ cua, bộ đồ nghề dưới này, 5 bánh 5 mâm như nhau, sơ cua là mâm đúc luôn. Honda City bánh sơ cua vẫn là mâm sắt thôi. Con này có chức năng là mở cốp thông minh á. Elantra cũng có luôn. Tức là các bác chỉ cần mang chìa khóa lại gần cái cốp này, lóc cửa hết đi thì cái cốp tự động nó mở. Mang chìa khóa lại gần là nó mở. Để vào nội thất cho các bác xem. Các cửa thì có loa, sẽ có 6 loa nha. Hyundai toàn là xe 6 loa thôi. Da ở đây nè, nhựa. Trên này nhựa, dưới này là da. 3 tựa đầu có thể nâng hạ được. Dây đai các thứ. Da sẽ pha 2 màu, đó là màu be và màu đen, đục lỗ hết. Và con này được ưu ái hơn Elantra, đó là con này nó có cửa gió hàng ghế thứ hai và kèm luôn cái cổng USB. Đối với Elantra là không có cổng USB nha, con này có. Cửa sổ trời, tay nắm các thứ. Cái đời này thì các bác không thể gập cái hàng ghế này lại ha. Cho nên là không cái khoang này không có thông với cái cốp đằng sau được. Đời trước thì gập được cái ghế, đời này không gập được. Elantra gập được, con này gập không được. Ghế bên này chỉnh cơ nhá. Tầm này thì ghế chỉnh cơ cả thôi. Hạng B mà. Trong này có một cái làm mát này, để chạy nước vô làm mát. Chi tiết này làm đẹp nè. Ốp kim loại. Xe có 6 túi khí đó nha. Rồi, vào cabin. Ghế toàn bộ chỉnh cơ nha. Ok. Rồi, các bác sẽ thấy một cái thay đổi nâng cấp rất đẹp. Đó là mình táp lô bây giờ đổi thành là màn hình kỹ thuật số digital, nhìn rất đẹp ha. Hiển thị các cái thông số nhìn rất là màu mè. Các cái nút cơ bản, tắt cân bằng điện thử và kiểm soát độ bám đường. Loa đồ, 6 loa nha.
thấy trên mạng review bảo con này âm thanh nghe hay hơn đời trước thì tôi cũng không rõ, hay hơn hay nhất trong phân khúc B gì đấy thì tôi không thử, tôi không biết, chắc nghe thì cũng được. Đối với tai tôi thì nghe nào xe nào tôi nghe cũng được cả. Vô lăng bọc da nha, trợ lực điện. Để xem có điều chỉnh được mấy hướng nha. Điều chỉnh 4 hướng nha. Đời trước là 4 hướng và đời này thì tôi mới kiểm tra là cũng 4 hướng luôn. Gạt mưa tự động, đèn tự động. Nút start tốt. Màn hình nguyên zin nha. Màn hình nó sẽ chia hai vùng nè, vùng bên trái, vùng bên phải, có bản đồ sẵn. Tính năng y hệt như đời cũ luôn, vẫn có bản đồ này là bản đồ tiếng Việt, có cảnh báo tốc độ. Có một số đoạn nó sẽ ra lệnh bằng tiếng Việt cho các bác. Update miễn phí, 6 tháng vô đại lý miễn phí update luôn. Các bác có thể kết nối được Android Auto và Apple CarPlay nha. Đối với màn hình này có thể xài được Apple CarPlay và Android Auto. Android Auto thì phải xài điện thoại xài Android 10 trở lên hả? Điều hòa tự động. Điều hòa tự động nha các bác. Bản này sẽ là điều hòa tự động nè. Và nó có chức năng là gọi là lọc ion á. Ion tức là nó tạo ra cái ion âm để khử mùi và làm cho những cái bụi bẩn nó bị rơi rớt xuống dưới, không có bay lơ lửng nữa. Đó, điều đợt này là có gương chống chói tự động nè. Trên này thì nhựa cả rồi. Đây cần số giống như Lantra ha. Cần số tự động 6 cấp. Phanh tay. À, sao cái đoạn này giống như Lantra thế em biết. Nhưng mà chìa khóa đẹp hơn, nó có thêm cái nút hold là nút đề nổ từ xa. Đề nổ từ xa có trên hai phiên bản số tự động của Accent. Bản 1.4AT đặc biệt và 1.4AT. Đấy. Cửa sổ trời. Đầy đủ cả các bác ha. Hàng C, hàng B mà trang bị như hàng C. Thì về công nghệ an toàn con này có đủ luôn, y như Elantra. Chống bó cứng phanh, phân phối lực phanh điện tử, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp. Hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi, cảm biến lùi. Rồi hỗ trợ phanh gốc. Gọi là traction control đó. Kiểm soát lực kéo đó, rồi ổn định thân xe, 6 túi khí. Tả lạ có hết. Đó là những thứ có trên con xe này với mức giá là 560 triệu chưa lăn bánh. Giảm giá khuyến mãi thì tùy theo từng thời điểm nha. Các bác vui lòng gọi theo cái số trên tiêu đề để được tư vấn kỹ hơn. Rồi, cảm ơn các bác. Tôi sẽ chấm dứt video tại đây.